Xin chào các bạn, đây là một cái máy in HP Laserpro M42DN. Như các bạn thấy, lỗi in ra nó đang lem, lem quá trời lem. Lập nội dung lại. Cái này lỗi trừ ban cũng khá là đơn giản. Bây giờ tôi sẽ in cho cái tờ giấy nó chạy trước khi qua sấy nha. Các bạn sẽ làm cho máy in gạt giấy. Giấy đang chạy ra, giấy tới đây các bạn mở công tắc cửa ra. Rồi, các bạn lấy hộp mực ra bên ngoài. Bây giờ mình kéo ngược lại nha các bạn. Nắm chắc tay tờ giấy kéo ngược ra. Đây. Qua sấy nữa bạn, qua sấy nội dung chữ lặp lại, lát mình tháo bao lụa với gulô ra ha. Bây giờ mình loại trừ hộp mực nhé bạn, mình loại trừ do lặp chữ nè, do hộp mực. Nếu bạn có mẫu hộp mực khác thì bạn lắp vào test thử luôn, loại trừ càng nhanh nữa nha. Bây giờ mình sẽ lấy một hộp mực khác mình test luôn. Đây là một trường hợp máy in HP Laser Sacro M42DN. Đây, các bạn thấy bản in ra nội dung lem lặp chữ lại. Thậm chí có những sọc trắng như thế này. Đây, để loại trừ ban này, cách đơn giản nhất là các bạn sẽ có một cái hộp mực khác để các bạn test thử. Thì dĩ nhiên có một hộp mực khác test thì nếu máy in ra trường hợp lỗi do hộp mực thì cái lỗi nó sẽ không giống như cái tờ mình đang in này ha. Còn trường hợp mà lỗi do máy thì cái nội dung lỗi giống y chang nhau. Rồi. Trường hợp này hộp mực cũng có lỗi luôn, nhưng mà máy in vẫn có lỗi nha các bạn. Đây, máy in lỗi là lem, đây lem lặp lặp chữ nội dung lại. Lỗi lem vẫn có. Còn trường hợp mà cái hộp mực này lỗi nó bị sọc trắng này, lỗi do hộp mực ha. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn xử lý cái lỗi này trong một cái video khác. Còn bây giờ lỗi là lem do máy in. Cũng có một cách để các bạn loại trừ nếu trường hợp các bạn chỉ có một hộp mực thôi. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn vẫn in ghi bọt đổ ra. Khi máy in chạy tới tờ giấy kéo tới đây, rồi các bạn cho hở cửa ra. Ha, nhanh tay bật nắp cửa ra. Lấy hộp mực ra bên ngoài. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo ngược cái tờ giấy lại. Hơi khó kéo một tí nha, tại vì mình để nó chạy ra hơi sâu rồi. Đấy các bạn. Này là vừa mới qua khỏi room thì hình ảnh vẫn còn rất là đẹp. Sau khi qua sấy thì bắt đầu nó bị lem ra đây. Đây là một trong cách để các bạn phân biệt lỗi loại trừ bằng cách lỗi do máy hay do hộp mực ha. Và bây giờ xác định lỗi là do máy nằm ở khu vực cụm sấy. Các bạn sẽ tháo máy. Tắt nguồn.
Cúp dây nguồn ra. Rồi, bật nắp cửa ra. Rồi, phía sau bật xuống. Do là máy đã tháo nhiều lần rồi nên là mình lấy tay mình bật ra được nha các bạn. Trường hợp các bạn lấy vít vít dẹp á, nại trợ lực vô. Này. Nại nhẹ vô mấy cái khe này. Mình không tháo nắp cửa lần trước luôn ha. Rồi, nghe nắp này, bình thường cho nó có con ốc nữa, tháo con ốc này ra. Lấy vít dẹp kê vô nại. Rồi, máy này không có đắp led nữa các bạn, máy này 42 nè. Rồi, quay sau lưng. Phía dưới là có hai ốc lớn, hai ốc nhựa. Nắp nhựa chỗ này. Đây, các bạn thấy bao lụa. Mực bám lên bao lụa rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý bao lụa. Dạ, bây giờ mình sẽ thay bao lụa và Golo ép luôn nha các bạn.